chuyện đâu gian đơn thế này. Có phải anh đang trêu đùa em đấy không? Là drama, nên con em đây người soi mói nhìn cái đôi mi cong. Anh cần một người đi sống sống thì mình để em cứ việc lấy đi. Rồi ngoài em anh không còn thấy gì hay vì em vẫn luôn khoe sắc huyền bí như một đoạn quên. Tiếp cận được em cả một quá trên. Nó nó em mời đừng tự khóa men vì em kệ đi anh nghịch hoa thuần ngũ on black như em chưa từng yêu màu trắng. Cà phê của anh cũng thường ở đây mà nơ. Nếu thương của anh là mục tiêu thì em đừng bắn. Vợ anh làm gì không dễ để quên được đâu. Nói anh nghe nào. Có phải anh đang trêu đùa em đấy không? Tha thính khiến bao nhiêu cô cùng rung động. Chỉ muốn em say anh vậy thôi đúng không? Sự thật đây nhiều khi làm anh sẽ mất lòng. Đừng cứ im lặng rồi đi. Anh ơi tình em chẳng như trò chơi mà chẳng nhớ tin biến không đeo dù được dặn mình không thân không nhau. Giờ này anh là người ôm tương tư tại vì anh hay rõ em hơn. Giờ này anh là kẻ đi gieo tương tư trở thành kẻ đi ôm tương tư. Ngược là ai, ngược là ai. Y như lời người ta nói không sai nhãn sắc là drama
đừng quên em đây người soi mói nhìn cả đôi mi cong. Anh cần một người đi sống sống thì mình để em cứ việc lấy đi rồi. Ngoài em anh không còn thấy gì hay vì em vội luôn khoe sắc huyền bí như một đoạn quên. Tiếp cận được em cả một quá trên. Nó nó em mời đừng tự khóa men. Vì em kệ đi ăn nghịch họa thuần ngũ all black như em chưa từng yêu màu trắng. Cà phê của anh cũng thường là đen và nâu. Nếu thương của anh là mục tiêu thì em đừng bắn. Đọc vợ anh làm gì không dễ đã quên được đâu. Nói anh nghe nào yeah. Có phải anh đang trêu đùa em đấy không? Anh hay do em hơn, giờ này anh là